trong tập này, chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên trẻ Trần Đoàn Công Thành và Lê Tuấn Anh. Dù gặp nhiều thách thức trong cuộc sống, nhưng Công Thành và Tuấn Anh đều khiến các sếp phải khâm phục bởi sự kiên trì, nỗ lực của mình. Với chủ đề tranh biện, bạn có đồng tình với quan điểm, không ngừng so sánh bản thân mình với người khác, khiến chúng ta trở nên tốt hơn. Mỗi người có một cái chất riêng của mình, tại sao mình phải so sánh mình với lại người khác? Bởi vì nếu chúng ta chỉ luôn luôn biết so sánh mà không bao giờ hành động thì các bạn không bao giờ tốt hơn. Không phải là mình yếu hơn, nhưng mà mình sẽ cần phải cố gắng, cũng sẽ nhìn nhận và đánh giá lại bản thân mình. Chúng ta đừng lấy cái việc so sánh ra làm áp lực cho mình, để chúng ta không tôn trọng bản thân mình. Cơ hội nó luôn luôn trước mắt mọi người á. Người nắm bắt được cơ hội là người sẵn sàng với cơ hội đấy. Ứng viên nào sẽ may mắn giành quyền đi tiếp vào vòng trong và nhận được những đãi ngộ hấp dẫn từ các sếp? Hãy theo dõi ngay bây giờ. Cho ngày mới đầy năng lượng. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cơ hội cho ai, Who Chess mùa thứ 5. Và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Chương trình Cơ hội cho ai, một chương trình truyền hình thực tế hàng đầu về việc làm, sẽ lên sóng thường xuyên lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Có nhiều người cho rằng trong doanh nghiệp luôn tồn tại sự xung đột ngấm ngầm giữa sếp và nhân viên. Tôi cho rằng điều đấy không đúng. Với những quý vị nào không tin điều ấy, xin mời quý vị hãy xem Cơ hội cho ai, để quý vị sẽ thấy rằng sếp và nhân viên nâng niu nhau như thế nào, họ cần nhau như thế nào, và đấy là mối quan hệ cộng sinh với nhau. Và chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của 6 sếp trong Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing Andy, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ, thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm, vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến, giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Tại DST chúng tôi có gì? Nghiên cứu khoa học và xuất bản sách, sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp. Không ngừng tiến bước,
nắm bắt xu thế dẫn đầu. Không ngại khó khăn, trèo lên đỉnh cao vinh quang. Từng bước chinh phục địa hạt điện ảnh. Miệt mài lao động tạo nên mỹ phẩm Việt cho người Việt. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá cùng Dược Sĩ Tiến. Chúng tôi là một nhà mạng công nghệ thế hệ mới. Chúng tôi làm một cuộc cách mạng về viễn thông. Tại Local, chúng tôi tập trung tạo ra những cái sản phẩm về dịch vụ số để giúp người dân trải nghiệm những cái chuyển đổi số về cuộc sống của mình một cách dễ dàng và cũng giúp để giới thiệu những điều hay nhất của Việt Nam ra thế giới. Cái yếu tố đầu tiên chúng tôi lựa chọn những ứng viên và chắc chắn nó sẽ phải là sự đam mê, chinh phục những cái mới. Các bạn phải thực sự là chính mình và các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên nếu như các bạn thực sự chứng minh được mình là một người muốn phát triển trong những cái tổ chức của các sếp. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty DS Food rất đơn giản. Mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Lần đầu tiên mình được tham gia chương trình Cơ hội cho ai và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong DS Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón ứng viên đầu tiên, bạn Trần Đoàn Công Thành, xin mời. Trần Đoàn Công Thành, 28 tuổi, đến từ Đồng Nai, cử nhân chuyên ngành quản trị du lịch và khách sạn tại Đại học Duy Tân, đang theo học thạc sĩ chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành. Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc đa vị trí, đa cấp bậc tại Resort 5 sao tại Đà Nẵng. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc, quản lý vận hành cho một công ty startup của Hàn Quốc. Nhận học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Seochon, Hàn Quốc. Năm 18 tuổi thì tôi có gặp một biến cố nhỏ về gia đình. Nó làm cho tôi bị xuống tinh thần và rất là áp lực. Nên tôi quyết định lựa chọn đi đến Đà Nẵng. Việc mà một mình tại thành phố Đà Nẵng cho tôi rất nhiều cái trải nghiệm quý giá. Đồng thời là giúp tôi nhận ra được rằng là khi mình vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách đó, thì mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và mọi thứ sau này nó sẽ dễ dàng hơn với bản thân mình rất nhiều. Sắp đến phần thi của mình thì tôi cũng rất là hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để chinh phục các sếp, chinh phục cơ hội lần này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ chào đón ứng viên tiếp theo, bạn Lê Tuấn Anh, xin mời. Lê Tuấn Anh, 24 tuổi, đến từ An Giang. Hoàn thành chương trình học ngành Marketing hệ cao đẳng tại Đại học Tài chính Marketing, 11 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển kinh doanh và xây dựng dự án, xây dựng thành công dự án Telesell, xây dựng dự án phụ kiện đóng gói. Chúng ta đều là một cá thể rất là xuất sắc, nên hãy tự tin vào chính bản thân của mình, hãy cho bản thân mình cơ hội để thành công, cơ hội để phát triển. Và đừng có ngại khó, khi một ai nói điều gì không hay về bạn thì đó là cái động lực, và khi bạn có lời khen, đó là phần thưởng của bạn. Phải nói đây là một cặp ứng viên rất trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ dành ít phút để các bạn giới thiệu về bản thân. Xin chào tất cả các sếp. Em tên đầy đủ là Trần Đoàn Công Thành. Em 28 tuổi. Quê của em ở Đồng Nai. Tuy nhiên em có hơn 7 năm sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Hiện tại em đang theo học ngành thạc sĩ quản trị du lịch khách sạn. Em đến từ một vùng quê đang phát triển. Ba mẹ em cũng là công việc lao động phổ thông. Tuy nhiên là bản thân em từ khi rất trẻ em đã đặt cho mình một cái mục tiêu là phải cố gắng và nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân của mình. Em từ một người từng rớt đại học ngoại ngữ vì môn tiếng Anh. Và hiện tại ngày hôm nay thì em rất tự tin khi khẳng định rằng mình có thể hoàn toàn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Không có một người nào, không có một khách hàng nào khó tính. Chỉ là mình chưa tìm được điểm chạm, chưa cảm nhận được họ và tìm được cái điểm chung để chinh phục họ.
Thì đến với chương trình của ngày hôm nay thì em cũng hy vọng rằng sẽ tìm được một điểm chạm với các sếp và tìm cho mình được một cơ hội phát triển trong tương lai ạ. Em cảm ơn ạ. Dạ xin chào các sếp, em là Tuấn Anh, năm nay em 24 tuổi. Mọi người xung quanh hay bảo em như một con sói vậy, nhưng mà tự em nhận thấy em chỉ là một con hươu thôi. Mỗi buổi sáng em biết mình phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất, vì với em mọi cơ hội nó chỉ có một lần thôi, và cơ hội được sinh tồn nó là duy nhất. Em là một bạn trẻ bước ra từ khó khăn khi mắc hội chứng khó đọc, khó viết và cả khó làm toán, cũng như nhận thức được hoàn cảnh kinh tế khó khăn từ rất sớm, nên em buộc bản thân phải làm việc từ năm 13 tuổi để có thể bước tiếp trên con đường học vấn của chính mình. Nhờ làm việc chăm chỉ mà em đã có 11 năm trong mảng sale và xây dựng dự án. Em cũng đã làm cho công ty vận chuyển hàng nội địa lớn nhất nhì Việt Nam với vai trò là một nhân viên kinh doanh và một chuyên viên phát triển dự án. Và hôm nay em đến đây để tìm một cơ hội trong mảng phát triển dự án. Nếu mà các sếp cần một bạn trẻ có trải nghiệm, có khả năng lăn xả cũng như còn rất nhiều tiềm năng phát triển thì em là một lựa chọn rất tốt. Em xin cảm ơn các sếp. Và thưa quý vị, ngay sau đây hai ứng viên sẽ bước vào vòng thi đối mặt, và ở trong vòng thi này họ sẽ cùng tranh luận với một chủ đề của chương trình. Xin mời chủ đề. Bạn có đồng tình với quan điểm không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn? Và ngay sau đây thì ánh sáng của trường quay sẽ chọn ra ngẫu nhiên người trình bày đầu tiên. Xin mời. Như vậy là bạn Tuấn Anh sẽ là người trình bày đầu tiên. Xin mời bạn. Dạ, em đồng tình với quan điểm là không ngừng so sánh với người khác sẽ giúp chúng ta phát triển. So sánh là tiền đề để ta học hỏi, cũng như so sánh nó giúp chúng ta thay đổi, thích ứng hơn với thời đại. So sánh lành mạnh nó còn tạo ra môi trường để chúng ta phát triển và hoàn thiện mỗi ngày. Tuy nhiên, so sánh phải dựa trên hai yếu tố, phù hợp hay không phù hợp, được hay không được, để chúng ta nhận diện được cái chúng ta cần phát huy là gì, cái chúng ta cần cải thiện là gì. Đừng biến so sánh trở thành bi quan, làm chúng ta tệ hơn mỗi ngày. Em xin cảm ơn. Một số người khi đi làm, khi thấy những vấn đề không phù hợp với mình nhưng mà vẫn lấy đó làm một cái động lực để phát triển. Tuy nhiên vẫn có một số người nhận ra điểm không phù hợp của mình mà dựa vào đó tìm những cái xấu để hại đồng nghiệp của mình. Thì bạn nghĩ sao về việc đó? Thật ra so sánh chúng ta phải hiểu bản chất thật của nó là giúp con người phát triển hơn. Ví dụ như tại thời điểm này 1 cộng 1 bằng 2, nhưng mà biết đâu các ai đó tìm ra 1 cộng 2 bằng 2.1 thì sao? Đó là việc phù hợp hay không phù hợp. Và ngay sau đây sẽ là phần trình bày quan điểm của bạn Công Thành. Xin mời 2 phút dành cho bạn. Em hoàn toàn đồng ý với vấn đề này. Vì khi so sánh chúng ta sẽ focus vào cả hai yếu tố, đó là tích cực và tiêu cực. Nhưng mà em muốn tập trung vào yếu tố tích cực ở đây. Trước tiên là so sánh với những người hơn mình. So sánh với những người hơn mình để tạo một cái động lực cho bản thân mình, không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển bản thân để có thể là vươn lên nữa trong tương lai. Cái thứ hai là so sánh mình với những người đang chưa được như mình. Thì chúng ta so sánh để chúng ta hiểu, đồng cảm, từ đó để phát triển bản thân, đồng thời là hiểu cho xã hội, hiểu cho người khác. Em rất quan trọng việc so sánh với người cao hơn mình và người thấp hơn mình, thì để là có thể là đóng góp nhiều hơn, không chỉ cho công việc bản thân mình mà còn cho xã hội. Tại vì em quan niệm là một người có tầm, trong chữ tầm nó có chữ tâm. Về vấn đề so sánh tiêu cực thì em chỉ muốn nhắn gửi đến là chúng ta hạn chế những cái so sánh tiêu cực. Tại vì cái so sánh tiêu cực sẽ là cái ngọn lửa đầu tiên dẫn đến những hành động tiêu cực. Anh có nghĩ là phụ huynh cần nên so sánh để con em chúng ta phát triển hơn không? Đây là một vấn đề nan giải, hầu như các bạn trẻ hầu như ai cũng gặp, đó là so sánh mình với con nhà người ta. Cái việc mà so sánh này thì đương nhiên là ba mẹ mình gặp các bạn giỏi hơn mình, không thể tránh khỏi sự so sánh. Tuy nhiên nếu là phụ huynh thì chúng ta cần hiểu so sánh này để tạo một cái động lực, tạo một cái sự thoải mái. Quan trọng là cái cách mình nói chuyện, mình chia sẻ khi mình so sánh con mình với con nhà người ta, để cho con mình có động lực phát triển và cố gắng hơn nữa trong việc học tập và phát triển bản thân. Tôi nói thật là tôi thi thoảng cũng có hay so sánh bản thân mình với người khác. Nhưng mà vì tôi lạc quan nên tôi so sánh toàn thấy tôi ngon hơn thôi. Nhưng về sau tôi cũng chán, cũng chả so sánh nữa. Vâng, do tôi cũng lạc quan. Và sau đây thì sẽ là phần trao đổi của các sếp với các ứng viên. Xin mời các sếp ạ. Với cái câu nói là không ngừng so sánh bản thân với người khác khiến chúng ta trở nên tốt hơn á, anh thì anh nghĩ hoàn toàn ngược lại. Trong quan điểm của anh thì phải ngừng so sánh thì mình mới trở nên tốt hơn được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta chỉ luôn luôn biết so sánh mà không bao giờ hành động thì các bạn không bao giờ tốt hơn. So sánh xong rồi, dừng nó lại đi và bắt đầu hành động để trở nên tốt hơn. Bản thân anh thấy cái việc so sánh nó là cần thiết, nhưng mà quan trọng là so sánh với ai. Nếu như chúng ta trong cuộc đời của mình sẽ có một cái mục tiêu, anh nói ví dụ, anh muốn trở thành sếp Linh ngồi đây, anh sẽ cần phải so sánh anh với sếp Linh, coi là sếp Linh đang có những kiến thức gì, những kỹ năng gì mà anh chưa có. Vậy thì để có thể ngồi được vị trí của sếp Linh,
Đầu tiên nhất, anh phải bổ sung tất cả những kỹ năng mà sếp Linh có trước khi anh mong muốn ngồi tới vị trí đó. Vậy thì cái việc so sánh nó sẽ cho anh định hướng được cái con đường của anh sắp tới anh sẽ cần phải phấn đấu như thế nào và làm cái gì. Cho nên đối với anh, việc so sánh là cần thiết, nhưng phải so sánh với đúng người và đúng thái độ, và đồng thời sau đó bạn phải ngừng cái việc so sánh lại để bạn bắt đầu hành động, để các bạn mới có thể trở nên tốt hơn được. Và ví dụ như chị nhìn thấy em chẳng hạn, chị nhìn thấy có rất nhiều kỹ năng hay và mình sẽ thấy rằng à, đây là một người mà mình đáng học hỏi, thay vì là mình so sánh. Bản thân tôi thì không bao giờ đồng ý lấy bản thân mình để đi so sánh với người khác, bởi vì mỗi người có một bối cảnh khác nhau, cộng với một mục tiêu sống khác nhau và một quan điểm cũng như tư duy sống khác nhau. Cho nên là quan trọng nhất đấy là so sánh bản thân mình với cái bản thân mình của ngày hôm qua. Hai bạn đã từng so sánh mình với ai? Và bạn làm gì để cố gắng? Đương nhiên trong đầu em vẫn sẽ có đôi lúc so sánh mình với những người đồng nghiệp của mình, những người mình tiếp xúc hàng ngày. Có những cái là mình so sánh về, mình chiêm nghiệm lại, mình buồn. Nhưng mà không phải là mình tự tạo áp lực hay mình tự tạo một cái gì đó để kìm hãm bản thân mình lại. Cái mà em chiêm nghiệm lại để coi là mình đang ở đâu, mình có được gì và mình cần hoàn thiện cái gì ở trong tương lai hơn nữa. Em rất cảm ơn anh Tiến chia sẻ chỗ này. Khi so sánh đúc kết được thì đặc biệt chúng ta phải hành động. Trước đây em làm ở ngành du lịch đó, thường thường mọi người không có học lên quá cao đâu. Thường thường họ học ở trung cấp, cao đẳng, đại học ra là mọi người đi làm. Thì từ năm nhất đại học em đã đi làm rồi. Tuy nhiên em quan niệm cho mình là mình phải cần phải học hỏi thêm nữa, phát triển thêm nữa. Đó là lý do tại sao hiện tại em đang theo học thạc sĩ ngành du lịch khách sạn nè, để phát triển mình thêm nữa. Em thường cũng hay so sánh với lại người khác. Em so sánh là những cái điểm mạnh và những cái điểm tốt của người khác và những cái điểm yếu của bản thân mình chưa có là gì. Và hầu như là em là một đối tượng bị so sánh. Nhưng mà em sẽ không buồn vì những điều đó. Tại vì cơ bản thân mình đã bị khiếm khuyết rồi. Thì điều mà mình có thể làm là mình luyện tập mỗi ngày. Trước mặt không có người dẫn đường thì em cứ chạy thôi. Chạy chừng nào té thì đứng lên. Đó là cái cách em so sánh về cuộc sống. Thành với lại Tuấn anh nhìn cái kinh nghiệm với cái CV của tụi em á, thì anh phải nói là rất là khâm phục cả hai em. Đó. Nếu mà nói theo cái quan điểm của sếp Tiến hay sếp Lan á, là mình so sánh với ai, mình so sánh với mình mỗi ngày á, và ai nhìn vào đây á, đều thấy là tụi em bắt đầu rất là thấp, rất là khó khăn. Và sau đó tụi em vươn lên từng ngày, từng ngày, từng ngày. Anh thấy Công Thành bắt đầu từ vị trí quản gia, sau đó tụi em lên quản lý của quản gia, xong em lên tiếp tục quản lý và em tiếp tục con đường học của em. Có nhiều người họ tới đó là họ hài lòng rồi, đúng không? Còn Tuấn Anh thì Tuấn Anh bắt đầu từ việc là rất khó khăn với lại ngôn ngữ. Bây giờ em là nhân viên sales xuất sắc, thì anh nghĩ là ai nhìn vô đây cũng thấy tụi em tiến bộ hơn tụi em từng ngày. Anh mới muốn hỏi tụi em là trong cuộc sống của tụi em á, có bao giờ tụi em có một người bạn nào đó mà tụi em có nhìn thấy là cái bạn đấy cái suốt ngày gặp may mắn không? Họ ra cái họ có cái job, thay vì đi phỏng vấn chung thì người ta lại lựa bạn đó. Hoặc là lựa em, bạn đó rớt xong bạn đó qua chỗ khác lại được thăng tiến nhanh hơn, vân vân. Tức là có bao giờ em cứ gặp một cái bạn nào đấy lúc nào cũng may mắn hơn mình không? Tại thời điểm này thì với em nó là không. Tại vì mỗi người sẽ có một cái tố chất riêng và mỗi người sẽ có những cái quan điểm, những cái con đường đi riêng. Em rất vui khi nhận được câu hỏi của sếp. Tại vì bản thân em là người hay bị người ta so sánh tại sao nó may mắn quá vậy, chứ không phải là em đi so sánh với người khác. Vì một lý do cá nhân mà em ra Đà Nẵng học, chưa bao giờ nghĩ em sẽ học du lịch. Nhưng mà may mắn em lại rớt đại học ngoại ngữ, em vào học du lịch. Thì với ngành du lịch em cảm thấy là mình sinh ra cho cái ngành đó. Từ năm nhất em đi thực tập, em thực tập với vị trí bếp, sau qua đó qua nhà hàng, rồi lên lễ tân rồi mới tới quản gia. Thì em dành 1.5 năm để em đi thực tập từ khi là năm nhất. Thì với em may mắn á, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn cái may mắn mà nó tới với mình từ những cái điều xung quanh á, thì đó là nhờ vào cố gắng, nỗ lực của chính bản thân mình. Có vẻ hai em á, là hai người sẽ được người ta nhìn vào và nói là sao hai đứa này nó may mắn suốt vậy. Thực ra đối với anh, cơ hội nó luôn luôn trước mắt mọi người á. Người nắm bắt được cơ hội là người sẵn sàng với cơ hội đấy. Thế người mà càng chuẩn bị cho mình sẵn sàng với cơ hội á, thì người đấy cứ cơ hội đến là người ta sẵn sàng. Thì người khác nhìn vô đó người ta nói là ồ may mắn quá. Nhưng mà thật ra là tụi em đã chuẩn bị, tụi em sẵn sàng để nắm bắt những cơ hội nó đang lơ lửng khắp nơi, trong khi một số người khác thì chưa sẵn sàng. Thì anh nhìn thấy là cái cách tụi em vươn lên, cái cách tụi em học hỏi từng ngày cho từng vị trí là chuẩn bị cho mình sẵn sàng. Xin mời các sếp bình chọn ra đâu là người mà các sếp nghĩ rằng là sẽ phù hợp để bước vào vòng chinh phục.
Chúng ta hãy cùng theo dõi kết quả của phần bình chọn. Xin mời. Công Thành được 3 trên 7 người bình chọn và bạn Tuấn Anh được 4 trên 7 người bình chọn. Như vậy, người sẽ bước vào vòng chinh phục là bạn Lê Tuấn Anh. Xin chúc mừng Lê Tuấn Anh. Mình cũng rất là vui, thật sự là rất là vui cho Tuấn Anh. Mình nghĩ là cơ hội cũng công bằng cho cả hai. Và mình hoàn toàn tôn trọng cái điểm số và kết quả của các sếp. Chị thì vẫn rất là muốn là em sẽ liên lạc lại với chị để cái vị trí trợ lý của giám đốc học thuật người Mỹ đang bơ vơ ở trong Đà Nẵng và Quảng Nam ấy. Xin chúc mừng Công Thành. Em vẫn có một sếp đang rất là khao khát em để khao khát có được công việc với làm việc với em. Xin lỗi dùng nhầm từ. Hiện nay là đang có một vị sếp người Mỹ đang bơ vơ ở Đà Nẵng đúng không? Đà Nẵng và Quảng Nam. Mà bạn này lại còn làm về du lịch nữa, nên là riêng cái phần bơ vơ chị có thể yên tâm và take care về cho đi chơi, cho đi ăn, rồi giúp đỡ về công việc, ngoại ngữ cũng tốt nữa thì có thể yên tâm được phần đấy rồi. Công Thành cho anh nói với em một câu, có nghĩa là từ chỗ em á, anh cảm nhận được cái sự tích cực nó rất là chân thật. Có nghĩa là anh tiếp xúc với rất là nhiều người và ai cũng nói rằng là tôi có cái năng lượng tích cực. Tôi nghĩ về mọi thứ rất tích cực, nhưng mà cái sự tích cực của em nó thật hơn và nó phát ra từ trong con người của em. Anh nghĩ là em cũng có một cái quan điểm giống như anh, có nghĩa là khi mà có nhiều con đường cần phải chọn á, anh không cần phải chọn con đường nào tốt nhất cho mình, bởi vì anh biết được rằng là anh chọn con đường nào thì anh sẽ làm tốt nhất con đường đó. Và chúc cho em cũng sẽ được như vậy. Cảm ơn Công Thành. Vâng, xin mời em. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng với Tuấn Anh đến với vòng chinh phục. Chúng tôi xin mời Tuấn Anh lên nhập mức lương kỳ vọng vào chiếc vali này. Bây giờ là lúc bạn thể hiện mong muốn của mình. Và một mức lương rất thú vị. Quan trọng là chỉ có tôi với bạn biết thôi. Lát nữa thì các sếp cũng như là quý vị khán giả mới biết. Xin cảm ơn bạn. Bây giờ xin mời bạn lên sân khấu để tiếp tục với vòng chinh phục. Xin mời bạn. Chị rất là muốn được nghe câu chuyện của em ấy, bởi vì câu chuyện của em chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người và đặc biệt là các bạn trẻ. Thứ nhất là về ngôn ngữ, thì em là một bạn bị khiếm khuyết ngay từ nhỏ luôn. Và giai đoạn dậy thì em bị trầm cảm, em không nói chuyện được. Lý do em bị trầm cảm là năm cấp 2 em bị bạo lực học đường do ngoại hình xấu. Và cái mà em thay đổi ở đây là em thay đổi về phong cách, rèn luyện mỗi ngày để có thể tốt hơn. Khi mà kết thúc cấp 3, 2 ngày sau em lên Sài Gòn, em đi kiếm việc. Thật sự lúc đó em không muốn học đâu, tại vì học quá tốn kém. Mỗi ngày em làm 3 công việc, bán hàng, rửa chén. Em làm đó suốt 2 tháng thì em nhận được kết quả tuyển là em đậu đại học. Em đậu đại học ở Cần Thơ nhưng mà em không học, tại vì em nghĩ Sài Gòn sẽ cho em nhiều cơ hội hơn. Mẹ mới bảo là bây giờ con học Sài Gòn thì đâu có tiền cho con học. Nên nói mẹ, bây giờ mẹ không có tiền thì con bán cái máy tính. Tại vì năm 11 em đã tự đi làm mua được cái máy tính cho mình, thì không biết là ba mẹ đã vay mượn ở đâu được. Em may mắn một điều là em vào một công ty vận chuyển về hàng nội địa, người ta chấp nhận em. Sau một tháng làm, doanh số em đạt được là 70 triệu khách hàng mới, em không được chia bất kỳ khách hàng nào hết. Sau đó lockdown thì tất cả doanh số công ty về bằng không hết. Nhưng mà em lại học marketing, em biết hoạt động như thế nào và em biết tìm kiếm khách hàng như thế nào trên mạng xã hội. Mà em chia sẻ những thông tin rất thực về ngành của em. Xong khách hàng tìm đến em và một ngày em tiếp từ 10 cho đến 30 khách. Sau 6 tháng đó thì doanh số em đạt tăng trưởng 500% doanh số. Cuối năm đó em xin chuyển lên phòng chiến lược. Thì em rất may mắn được một người sếp tin tưởng giao cho em vị trí là chuyên viên phát triển dự án. Và cuối cùng dự án của em đã thành công. Năm sau sếp cần người, sếp đã đưa em lên vị trí leader Telesale, xây dựng dự án Telesale. Và cuối cùng em cũng đã thành công nữa. Bạn có thể thấy luôn là một đèn xanh đã được bật sáng ngay, không cần phải trình bày thêm nhiều. Lại thêm một đèn xanh nữa của sếp Hiếu. Đã chắc chắn có 3 đèn xanh cho bạn rồi, nhưng mà tôi muốn trao đổi với sếp Hữu Tiến. Sếp Hữu Tiến là bấm đèn xanh đầu tiên nên tôi muốn lắng nghe ý kiến từ sếp Hữu Tiến. Khi mà Tuấn Anh kể câu chuyện của em á, về cái cách mà em rèn luyện để mà tập nói á, anh cảm thấy vô cùng đồng cảm. Bởi vì trước đây anh cũng từng là một người không có biết nói chuyện và không nói được. Và anh cũng đã phải giống em, anh đã phải bật TV lên để xem một cái MC trên đài người ta nói thế nào, và anh học thuộc lòng cái bài đó. Và anh phải nói tới chừng nào được y chang như vậy thì mới thôi. Cái điều
bất công ở cuộc đời này, đó là khi mà anh chưa nói chuyện được thì không ai tin rằng là ở tương lai anh sẽ làm được điều đó. Và bây giờ khi anh nói chuyện được tương đối hay ho hơn hồi xưa rồi thì mọi người không ai tin là anh đã từng là một thằng bé không biết nói chuyện. Mọi người nói anh sinh ra là được như vậy rồi. Cho nên anh cảm thấy vô cùng đồng cảm với em. Và anh không cần biết em chia sẻ cái gì, ngày hôm nay anh nhất định phải giành được em. Cảm ơn sếp Hữu Tiến. Ở đây thấy tất cả các cái chiến lược của Tuấn Anh khi mà thâm nhập vào một cái thị trường mới nó đều liên quan đến giá. Tức là bây giờ mình sẽ offer cho thị trường một cái giá rẻ nhất và luôn luôn là giảm giá. Thế thì ngoài cái chiến lược liên quan đến giá thì Tuấn Anh đã từng làm một cái dự án nào mà nó có một cái model khác khi mà thâm nhập thị trường chưa? Dạ, thật ra là thành công đối với dự án mà phụ kiện đóng gói đó, nó có hai cái vấn đề, là một về giá, hai về nhân sự. Em không được dùng nhân sự của công ty, không được chỉ định áp KPI mà chỉ là chia sẻ để các bạn bán hàng thôi. Thì em áp dụng là mô hình cộng tác viên 10% cho chính nhân viên của mình. Thì thay vì là trước đây em đi bán khách hàng bên ngoài thì bây giờ em bán cho khách hàng trong nhà. Và từ đó thì em đi gặp khách cùng bạn, em chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái quan điểm trong cái sản phẩm đó của bạn để giúp các bạn phát triển. Tôi sẽ cho Tuấn Anh một đèn đỏ. Thực ra đèn đỏ này không phải vì tôi không thích bạn mà là vị trí của bạn chỉ không phù hợp với cả doanh nghiệp của tôi thôi. Anh có mỗi công ty làm về công nghệ tài chánh. Khách hàng của anh hiện giờ đang là công ty em đang làm luôn đó. Cũng là khách hàng của tụi anh. Trong mùa dịch anh biết rất rõ bên công ty em gặp khó khăn như thế nào vân vân để đem tiền mặt về tất cả mọi thứ. Thế thì anh có job để phát triển một vài cái thị trường mà nó đang rất khó khăn về việc là tìm cộng tác viên để làm sao đó phát triển được cái đội ngũ đi khắp mọi nơi thu tiền mặt về, thì em có hứng thú hay không? Nếu mà em hứng thú thì anh cho em đèn xanh, còn không hứng thú thì bây giờ có cả đống đèn xanh rồi. Em quan trọng ở đây là một người sếp sẽ như thế nào. Tại vì với em á, cuộc sống em quá khó, nên em luôn mong muốn là một người sếp cùng đồng hành với em, chỉ bảo em và cho em cơ hội được phát triển. Thì em sẽ làm tất cả vì sếp, chỉ cần đó là mong muốn của sếp, đó là nguyện vọng của sếp thì em sẽ làm được tất cả. Đúng hệt như cái nhận định của anh Chí. Khi giao cho em bất kỳ một nhiệm vụ gì, em sẽ bằng sống bằng chết làm với 200% sức của mình để đạt được cái kỳ vọng người sếp giao cho em. Chính vì vậy là anh rất mong muốn em có thể về Bảo Ngọc. Anh đợi lâu quá để hỏi em. Chưa kịp cứ mở miệng cái là người khác đã hỏi rồi. Chứ anh chỉ hỏi là em ứng cử vị trí gì? Dạ, em ứng tuyển vị trí phát triển kinh doanh. Có thể là phát triển dự án, phát triển sản phẩm, phát triển doanh số. Kinh doanh nó có trụ trong nội địa, nó sẽ có rất nhiều mảng. MT là hiện đại này, kênh truyền thống là 2 này, B2B là 3 này, online là 4 này, và xuất khẩu là 5 này, thì kênh nào em quan tâm nhất? Em đều có thể làm được hết. Thực ra cái câu trả lời dạ, nó chưa làm anh hài lòng. Mỗi cái ngành nó rất là khác nhau, nó không dễ. Em có tích cực, giao gì em làm thì đúng. Nhưng mà cái gì là thế mạnh của em đấy, em chưa có nói ra. Có thể là do khác biệt về ngành, các bạn chưa hiểu rõ. Nhưng bạn này thì em nghĩ là bạn ý sẽ là một người, sẽ là cái nhiệm vụ thực thi rất tốt cho anh em mình. Em nghĩ là ở cái góc độ như vậy. Cái câu trả lời em nó chưa thỏa mãn anh, cho nên anh nhường cơ hội cho các sếp khác. Như vậy là 4 đèn xanh và 2 đèn đỏ. Xin chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua được vòng chinh phục để bước vào vòng cơ hội cho ai. Sau đây chúng ta sẽ đến với các offer đến từ 4 sếp đã bật đèn xanh. Anh có một cái công ty chuyên về fintech, tức là về công nghệ tài chánh. Thì anh sẽ offer em cái vị trí là chuyên viên phát triển thị trường cho những cái khu vực mà còn cần phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam. Chị thì rất là muốn có em là bởi vì chị có một cái dự án ước mơ cho em, phối hợp với cả thành đoàn của Hà Nội, là mỗi một bạn có một ước mơ thì hãy dũng cảm để biến những cái ước mơ của mình trở thành hiện thực. Thì em ấy sẽ trở thành cái người mà truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trong cái chiến dịch này. Anh hơi bất lợi chút vì cũng đã dùng mất cơ hội vàng rồi. Anh rất mong em sẽ là người cộng sự cùng anh là phát triển những cái thị trường mới. Và mức lương anh đưa ra khi anh offer cho em nó chỉ là mức lương cứng. Còn thu nhập thực tế nó sẽ vào việc em đóng góp giá trị cho công ty, mang về hiệu quả. Thì anh nghĩ là cái thu nhập của em nó sẽ không có giới hạn. Với anh thì anh sẽ không có dành cho em một con số quá lớn đâu. Anh nghĩ anh hiểu rõ cái giá trị mình mang đến cho em là cái gì.
Có một cái câu hỏi anh luôn nhận được từ các bạn trẻ khi mà anh tham gia các chương trình talk show á, thì đó là trả lương cho tuổi trẻ bao nhiêu là đủ. Thì anh có phân tích một cái bài toán cho các bạn trẻ nghe. Ví dụ như anh đi, anh khởi nghiệp với 60 triệu và anh có thể kiếm được 60 tỷ trong 3 năm. Vậy thì tụi em ví dụ như làm lương một tháng mà cho dù có 200 triệu đi chăng nữa, thì một năm tụi em cũng kiếm được khoảng 2 tỷ và để kiếm được 60 tỷ tụi em sẽ cần 30 năm. Vậy thì anh sẽ không trao cho em cái số tiền đó. Anh trao cho em cái cách để tiết kiệm 27 năm cuộc đời của em. Các offer của các sếp cũng rất hấp dẫn rồi. Bây giờ còn hấp dẫn cụ thể thế nào thì xin mời các sếp phải thể hiện bằng mức lương các sếp định offer ứng viên của chúng tôi để hệ thống ghi nhận. Xin mời các sếp. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi mức lương kỳ vọng của Tuấn Anh là bao nhiêu. Xin mời. $15 triệu. Xin mời phần offer của các sếp ạ. $15.333.333 đến từ sếp Ngọc Lan. Và với mức lương này thì ngay offer đầu tiên của bạn đã đạt tiêu chuẩn trong việc là có thể tiến đến việc chốt deal và vị trí đó là chuyên viên phát triển thị trường. Xin chúc mừng bạn với offer đầu tiên. Xin mời offer tiếp theo ạ. $18.868.686. Và đó là offer rất quen thuộc đến từ sếp Trung Hiếu. Vị trí đó là chuyên viên phát triển thị trường mới. Hai offer mở ra đều đã đạt được qua kỳ vọng của bạn rồi. Xin mời offer số 3. $16 đến từ offer của sếp Minh Trí và vị trí là chuyên viên phát triển thị trường. Và mức lương này cũng vẫn cao hơn mức 15 triệu kỳ vọng của bạn. Và chúng tôi xin mở mức offer cuối cùng. $15.678.900. Vâng. Sếp Tiến thì thương hiệu của sếp là Tiến nên là bạn để ý là cái dãy số nó cũng tiến theo. Bây giờ sẽ là lúc bạn trao đổi cùng với các sếp để chọn ra đâu sẽ là cơ hội cho bạn. Xin mời bạn. Dạ, trước tiên thì em rất cảm ơn các sếp đã dành tình cảm cho em cũng như là cân nhắc về vị trí cho em. Thì em muốn hỏi các sếp, khi mà các sếp nhận em về thì em sẽ làm việc trực tiếp với ai? Trước khi trả lời câu hỏi của em á, thì anh muốn phân tích cho em biết cái tình hình nó tí xíu là vậy nè. Anh là cái người đầu tiên ngồi mùa này và em là cái người đầu tiên anh chọn, cho nên có thể nói là ở đây anh là cái người chưa hứa hẹn với ai bao giờ. Còn hai sếp kia là ngồi nhiều mùa rồi là cũng hứa hẹn với nhiều người rồi nha. Cho nên nếu mà cái tinh thần của em là muốn một người để mà chơi chung với em á, thì chỉ có một mình anh ở đây là đang rảnh nhất thôi. Vâng. Chúng ta bắt đầu chứng kiến phần gạt chân lẫn nhau của các sếp. Vâng, bắt đầu tiên đến từ vị trí của sếp Hữu Tiến. Sếp bắt đầu gạt một loạt luôn, cậy mình chân dài. Nếu trong trường hợp mà các sếp rất thắc mắc một tí này, là sếp Tiến nhưng mà cái hai cái số cuối nó lại không không. Hình như là đến cuối cùng nó lại không tiến hay sao? Bởi vì em cũng phải nên xem cái yếu tố đó cũng là một cái yếu tố mà để mình có cái tính cảnh giác. Em ơi, bởi vì anh không muốn em từ 9 lên 10 mà anh muốn em từ 9 lên 100 em à. Đôi khi cái con số 15 triệu mà em kỳ vọng nó đã đủ thỏa mãn tất cả các nhu cầu thiết yếu trong cuộc đời của em rồi. Cái số trên lệch còn lại 1, 2, 3, 4 triệu đó, liệu nó có tương xứng với cái kỳ vọng của em về cái việc phát triển bản thân hay không? Anh nghĩ anh sẽ là cái người dành nhiều thời gian nhất cho cái việc phát triển cho em. Nhưng hôm nay anh không xài nút vàng. Lỡ một hồi có ai xài nút vàng thì em nhanh chóng từ chối họ để về với anh. Nếu thực sự mà em nghĩ đến chuyện ngay lập tức phải có tiền chi trả cho cuộc sống của em thì em có thể chọn sếp Hiếu. Nhưng nếu mà để đi đường dài để có một cái tương lai ấy, thì chị nghĩ sếp Tiến hoàn toàn có thể giúp em ở một cái level khác hẳn. Bây giờ lại thì có thêm một cái vai trò mới là tư vấn như tư vấn lựa chọn sếp. Chị Lan bây giờ chuyển sang tiền vệ. Bây giờ quan trọng mình thua rồi, mình tư vấn cho em này. Quan trọng là bây giờ câu hỏi là làm việc với ai, không ai trả lời cứ lòng vòng
Ngọc Lan. Làm việc với lại đối anh ha. Trả lời cho em. Làm việc với lại phụ trách bán hàng khu vực miền Nam. Cái mức lương mà em được offer là cái mức lương cho cái việc em hoàn thành công việc thôi, còn lại là nó sẽ không có giới hạn nếu như em biết sale rồi, đúng không? Nếu mà tụi em làm việc càng nhiều hơn thì em sẽ được nhận phần trăm dựa trên cái kết quả đấy. Nếu như em xác định bước qua khỏi vùng an toàn, em làm việc ở Hà Nội, em sẽ làm việc trực tiếp với anh. Nếu như em làm ở Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì đương nhiên em sẽ không làm việc trực tiếp với anh, nhưng sẽ gián tiếp vì anh cũng là thành viên hội đồng quản trị, vẫn là người đưa ra định hướng chiến lược cho từng khu vực. Em sẽ làm việc trực tiếp với anh và anh cũng cho em một cái thông tin luôn. Đó là cái người lãnh lương cao nhất công ty anh là cái người lương cứng chỉ có 6 triệu thôi em, nhưng mà các bạn ấy lãnh 300 triệu một tháng. Bây giờ trước tiên bạn phải khoanh vùng lại lựa chọn của mình đã. Chứ bây giờ bạn đứng một mình bạn mà đứng trước cả 4 offer hấp dẫn như này thì bạn sẽ không biết chọn thế nào. Đầu tiên tôi mời bạn chọn ra 2 sếp mà bạn thấy rằng là nhiều khả năng bạn sẽ về 2 công ty nhất. Xin mời bạn. Dạ, trước tiên em cảm ơn sếp Lan vì đã cho em cơ hội cũng như là mong muốn em truyền động lực cho các bạn trẻ. Nhưng cái định hướng của em lúc đầu về chương trình đó thì em muốn mong muốn chọn ngành hàng tiêu dùng. Vâng. Em cũng cảm ơn sếp Chí vì đã cho em cơ hội cũng như là chia sẻ cho em rất nhiều. Nhưng đối với là cái lĩnh vực của sếp đó, thật ra nó không có nằm trong cái kế hoạch định hướng của em. Vâng. Qua phần cảm ơn của bạn thì tôi biết được rằng là bạn sẽ tập trung vào 2 sếp là sếp Hữu Tiến và sếp Hiếu, đúng không ạ? Dạ, em xin hỏi thêm một câu hỏi cuối cùng. Thì khi mà em ra Hà Nội, tại vì em cũng đang muốn đổi thành phố, và chi phí ăn ở thì công ty có sẽ hỗ trợ cho em về phần đó hay không? Hay là em sẽ tự túc phần đó? Và thời gian làm việc nó như thế nào? Thời gian làm việc thì làm giờ hành chính các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 7. Và ở trong cái offer của em ấy đã bao gồm tất cả các chi phí, có chi phí hỗ trợ về công tác, về đi lại, về các quyền lợi, ví dụ như là có cộng thêm luôn cả về doanh thu em có thể mang lại được. Dạ, còn với sếp Tiến thì em sẽ làm vị trí như thế nào, cụ thể ra sao? Như anh nói ở đây là anh sẽ chọn cho em cái vị trí phù hợp, nghĩa là cái vị trí em mong muốn mà anh cảm thấy là nó phù hợp với em. Trước mắt với những gì em thể hiện thì nó có thể là vị trí của một người phát triển thị trường giống như các sếp khác. Nhưng ở đây anh ghi vị trí phù hợp nhất, nghĩa là nếu còn vị trí nào phù hợp với em hơn và em yêu thích hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể đàm đạo với nhau để tìm ra điều đó. Bên anh cũng là một ngành hàng, ví dụ như mỹ phẩm. Và bên cạnh cái việc em làm việc với những con người ở trong cùng cơ quan của em còn có thể có cơ hội làm việc với các ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Em chọn cái gì? Anh có một cái bất lợi hơn sếp Tiến là anh không có nút vàng nữa. Nếu thực sự mà sếp Tiến thích em đến vậy thì anh nghĩ là cái này nó phải chuyển hóa bằng hành động. Trước khi em quyết định á, cho anh đáp trả lại sếp Hiếu tí xíu. Tại vì cảm ơn anh Dũng là khi mà kêu giới hạn lại rồi thì bây giờ đối thủ em chỉ còn có một để em đánh thôi. Đúng là anh có nút vàng nhưng tại sao anh không dùng? Bởi vì anh muốn biết là với một cái thu nhập nó như vậy, và anh xin nói luôn em khỏi xài quyền thương lượng với anh chắc chắn không lên lương cho em ở con số đây đâu. Anh muốn em phải có sự lựa chọn rõ ràng, đó là thu nhập trước mắt hay là sự phát triển tương lai. Nếu em đặt nặng thu nhập trước mắt, xin lỗi, em không phải là sự lựa chọn của anh. Nào, bây giờ một là bạn dùng quyền thương lượng, hai là bạn chọn luôn một trong 2 offer. Xin mời Tuấn Anh. Em chọn. Xin Hiếu. Xin chúc mừng xem Hiếu. Kết quả ngày hôm nay thật sự Tuấn Anh rất hài lòng và cảm ơn chương trình Cơ hội cho ai vì đã cho Tuấn Anh được cơ hội được đứng ở trên sân khấu và nói chuyện trực tiếp với là các sếp. Thì có lẽ nếu mà không có chương trình này thì chắc chắn không bao giờ Tuấn Anh có cơ hội như ngày hôm nay. Giữa chúng tôi có những điểm chung, hoàn toàn chúng tôi là những người có khát khao, có nhiệt huyết để mang về những cái giá trị cho bản thân, cho doanh nghiệp. Tôi tin rằng là bạn sẽ là một chiến binh Bảo Ngọc để giúp thực hiện cái sứ mệnh là đưa chiếc bánh Bảo Ngọc đến muôn nơi. Và xin chúc mừng sếp Hiếu và xin chúc mừng Tuấn Anh. Sau đây chúng ta sẽ đến với thủ tục ký thỏa thuận hợp tác. Xin mời. Vâng ạ, xin chúc mừng sếp Hiếu và xin chúc mừng bạn Tuấn Anh. Kết show đây là phần thi đối mặt của cặp ứng viên.
Phạm Hoài Nam và Nguyễn Thụy Ngọc Nhi. Họ sẽ cùng tranh biện với nhau qua chủ đề bạn ủng hộ hay phản đối chiến dịch quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng. Cả hai ứng viên đều có thế mạnh và chuyên môn tốt trong lĩnh vực marketing. Quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng, đó là một công cụ rất hữu ích để làm marketing. Mình nên phân biệt rạch ròi giữa hai cái phạm trù. Thứ nhất là quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi, thứ hai là quảng cáo sai sự thật. Có chứ, tại vì mọi người đôi khi suy nghĩ là sợ nó là cái gì đó giống như là ma quỷ hay gì rùng rợn thôi. Sợ không sở hữu được chiếc xe đó. Ứng viên nào sẽ tận dụng tốt các ưu điểm của mình để có màn thể hiện xuất sắc và bước tiếp vào vòng chinh phục? Hãy theo dõi ngay bây giờ. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với cặp ứng viên tiếp theo. Xin mời. Phạm Hoài Nam, 26 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Kinh tế với điểm trung bình 8.1. Hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR Marketing, trong đó 2 năm giữ vị trí trưởng bộ phận truyền thông Marketing tại một công ty chứng khoán. Lĩnh vực thế mạnh, tiếp thị, quan hệ báo chí, truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ, ngoại ngữ, TOEIC 830, có khả năng làm MC song ngữ. Đến với chương trình Cơ hội cho ai thì tôi không đặt mục tiêu là phải chinh phục tất cả các sếp hoặc là nhận được những offer tốt, mà mục tiêu của tôi đến với chương trình Cơ hội cho ai đó chính là được thể hiện bản thân, thể hiện cái cá tính cũng như là cái năng lực, kinh nghiệm của mình mà đã tích lũy được, và hy vọng là mình sẽ có thể thể hiện thật tốt trong chương trình ngày hôm nay. Nguyễn Thụy Ngọc Nhi, 27 tuổi, đến từ Long An, tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, theo học thiết kế đồ họa tại một trung tâm đào tạo về mỹ thuật đa phương tiện. Hơn 3 năm kinh nghiệm trong mảng quản lý nhượng quyền giáo trình và tổ chức sự kiện về giáo dục, hơn 5 năm hoạt động, tổ chức và quản lý nhân sự trong tổ chức phi lợi nhuận. Ngay từ nhỏ, tôi đã ý thức được mẹ tôi đã cực khổ thế nào để nuôi dạy mình. Vì thế, tôi luôn làm mọi thứ trong một cái khuôn khổ để mẹ tôi hài lòng và vui vẻ. Nhưng chính điều đó đã khiến cho tôi luôn nằm trong một vùng an toàn. Tôi quyết định tham gia chương trình Cơ hội cho ai ngày hôm nay vì tôi muốn khẳng định bản thân và tôi muốn cho mình cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân sau ngần ấy năm. Tôi tự tin để mình hãy chinh phục các sếp, để các sếp sẽ chính là những vị sếp tương lai của tôi. Sau đây, để làm quen với không khí của trường quay, chúng tôi xin dành cho các bạn ít phút để giới thiệu về bản thân. Xin chào các sếp. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Hoài Nam, 26 tuổi, đến từ vùng đất Võ, Bình Định. Là một sinh viên theo học ngành Marketing tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và đã có nhiều thành tích trong học thuật cũng như các phong trào. Sau đó dấn thân vào trong lĩnh vực này và trải qua nhiều mảng công việc khác nhau với 4 năm từ vị trí PR, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện, truyền thông nội bộ, digital marketing và triển khai nhiều chiến dịch tiếp thị với ngân sách hàng tỷ đồng. Ngày hôm nay với kinh nghiệm, trải nghiệm của mình, em đến với chương trình Cơ hội cho ai để tìm kiếm cho mình một cơ hội ở vị trí quản lý marketing và truyền thông, và đồng thời cũng marketing đến cho các sếp một ứng viên tiềm năng, trẻ, năng động và nhiệt huyết với sự sáng tạo và một phong cách độc đáo, đó chính là em, Phạm Hoài Nam. Kính chào các sếp cùng MC ạ. Em tên là Nguyễn Thụy Ngọc Nhi. Em tốt nghiệp chuyên ngành Marketing. Tuy nhiên trong suốt những ngày đầu tốt nghiệp, em đã loay hoay không biết là mình thích gì và mình sẽ làm được gì. Bởi vì đam mê của em là về hội họa, nhưng vì hoàn cảnh gia đình cho nên là em đã chọn cho mình một cái ngành nghề an toàn hơn. Em muốn khẳng định bản thân mình, bước ra khỏi vùng an toàn đó. Và rồi em bén duyên với giáo dục. Với những hỗ trợ từ công ty cùng với năng khiếu về mỹ thuật của mình, em đã thổi hồn vào tất cả những sản phẩm, những chương trình mà mình đã làm ra. Bên cạnh đó, em đã giúp cho công ty tái định vị lại và phát triển những sản phẩm giáo dục để có được sự phát triển và có doanh số tăng đều hàng năm đến bây giờ. Em đến với chương trình Cơ hội cho anh ngày hôm nay mong muốn được khẳng định bản thân và tìm cho mình một vị trí team leader marketing hoặc truyền thông nội bộ. Trong vòng đối mặt thì các bạn sẽ có một chủ đề để cùng với nhau tranh biện, và chủ đề của chương trình, xin mời. Bạn ủng hộ hay phản đối chiến dịch quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng?
Ngay sau đây, hệ thống đèn của chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên ra ứng viên đầu tiên trình bày quan điểm của mình. Xin mời. Vâng, như vậy là bạn Hoài Nam sẽ là người trình bày đầu tiên. 2 phút dành cho Hoài Nam, bắt đầu. Là một người làm việc trong lĩnh vực marketing truyền thông và thường xuyên thực hiện những chiến dịch quảng cáo, bản thân em ủng hộ việc quảng cáo dựa trên nỗi sợ. Quảng cáo dựa trên nỗi sợ nói riêng hay những loại quảng cáo đánh vào cảm xúc của khách hàng nói chung, như là niềm vui, nỗi buồn, những sự bất ngờ, sự hài hước hoặc là sự thèm khát, mong muốn một điều gì đó. Những loại quảng cáo dựa trên cảm xúc này là một phương thức hiệu quả để đánh vào tâm lý của khách hàng, từ đó kích thích khách hàng suy nghĩ và hành động cũng như nhận thức về thông điệp mà mình muốn truyền tải và giúp làm gia tăng hiệu quả của quảng cáo. Ví dụ như chúng ta thấy những cái loại quảng cáo nó đánh vào cái sự khan hiếm, làm cho khách hàng sợ là mình không có khả năng để sở hữu nó, như chúng ta thường hay săn sale khi mà flash sale, đúng không ạ? Những cái loại sản phẩm với số lượng giới hạn trong thời gian ngắn, hoặc là những cái loại quảng cáo đánh vào nỗi sợ về tai nạn thường được ưa chuộng bởi các công ty bảo hiểm, hoặc là với những loại quảng cáo đánh vào tâm lý về sức khỏe, về ngoại hình, thì chúng ta có những loại quảng cáo về mỹ phẩm hoặc là những cái thuốc. Theo em thấy thì quảng cáo đánh vào nỗi sợ là một cái hình thức khá hiệu quả. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, tức là vẫn có những cái loại quảng cáo mà nó khai thác một cách quá mức, dẫn đến tâm lý hoang mang của người tiêu dùng và thậm chí là sai sự thật. Với vai trò là một người làm marketing thì em ủng hộ cái việc quảng cáo dựa trên sợ hãi. Tuy nhiên những loại quảng cáo này nên có giới hạn và đâu đó phần phải tuân thủ những giá trị về đạo đức cũng như là pháp luật. Nếu như trường hợp khi quảng cáo sai sự thật xảy ra thì chúng ta có thể xử lý hay không? Hay là chúng ta cứ để cho mọi thứ nó sai như vậy? Rõ ràng là khi mà một quảng cáo sai sự thật, thứ nhất nó sẽ nhận được những phản ứng rất tiêu cực từ phía khách hàng, và thứ hai nó còn nhận được những cái sự tác động từ các cơ quan quản lý, và chính lúc đó chúng ta cần phải có những biện pháp để xử lý những vấn đề quảng cáo sai sự thật như vậy. Sau đây sẽ là 2 phút dành cho phần trình bày quan điểm của bạn Ngọc Nhi. Quảng cáo dựa trên nỗi sợ của khách hàng, đó là một công cụ rất hữu ích cho chúng ta khi chúng ta sử dụng để làm marketing. Như hồi nãy bạn có nói, thì chúng ta có thể đánh vào tâm lý khách hàng với những cảm xúc, mà cảm xúc càng ấn tượng, càng nổi bật thì khách hàng sẽ càng nhớ. Dịch Covid vừa qua, chúng ta nghe là bệnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là chúng ta uống thuốc vì chúng ta sợ việc bệnh. Vậy thì cái việc chúng ta quảng cáo dựa trên nỗi sợ nó là một cái để khai thác, nhưng chúng ta phải khai thác nó thật là tinh tế. Không thể nào nói với người ta là hãy sợ cái này đi và rồi chúng ta bán những cái khác, mà chúng ta phải làm nó trở thành một câu chuyện, nó phải có sự đồng cảm, sự thấu hiểu. Thì khi đó khách hàng họ, một khi họ đã quyết định với chúng ta, họ sẽ đi theo. Và rồi sau này khi chúng ta có những vấn đề, họ vẫn sẽ ủng hộ và bên vực chúng ta, bởi vì chúng ta có một câu chuyện vừa đủ thuyết phục cũng như là vừa đủ sự đồng hành. Nếu như chúng ta có thể giữ chân khách hàng ở lại bên chúng ta 1, 2, 3 phút thôi là chúng ta đã thành công rồi. Em không hiểu rõ lắm về định nghĩa của chị về quảng cáo tinh tế ở đây là như thế nào. Hay là những cái quảng cáo đánh lên nỗi sợ của khách hàng, tôi sợ không được đẹp, tôi sợ ngày mai tôi có vấn đề nên là tôi có tai nạn, thì nó gọi là không tinh tế. Nếu như chúng ta nói về tinh tế thì chúng ta nói về cái không tinh tế trước đi. Ví dụ như với một cái chiến dịch, chúng ta bảo là loại nước này của chúng ta uống vào nó sẽ giúp tăng cường A, tăng cường việc B. Nhưng mà thực tế thì những thứ đó không ai chứng thực được. Và nó đánh vào cái nỗi sợ của khách hàng, là tức là họ phải uống cái này thì họ mới được tăng sức đề kháng hoặc là tăng những cái khả năng nào đó. Thì những cái đó chúng ta đang nói quá lên. Khách hàng họ có rất nhiều sự lựa chọn ở đây và họ sẽ không có sự đồng cảm nhất định. Nhưng nếu như chúng ta đưa một câu chuyện nào đó vào cái chai nước này, các bạn có thể cùng nó trải nghiệm những thứ khác, thì chúng ta lồng ghép những câu chuyện vào thì nó sẽ có một góc nhìn khác. Tôi thì với tư cách là một người cũng thi thoảng cũng có viết kịch bản cho các phim quảng cáo, thì tôi nghĩ như này. Thực ra là phim quảng cáo thì chắc chắn là nên có cảm xúc, vì nếu không có cảm xúc thì chắc sẽ khó lưu lại được ở trong lòng của khán giả. Và cảm xúc thì chia ra là tích cực hoặc là tiêu cực. Tích cực thì yêu thương, rồi vui vẻ, rồi hy vọng vân vân. Và tiêu cực thì có sợ hãi, rồi đau khổ, giận dữ, đại khái là nó có trong đấy. Và cái cách sử dụng, cái liều lượng nào, cái gia vị nào ở trong cái quảng cáo đấy, nó rất quan trọng cho việc là cái mục tiêu mà chúng ta truyền tải trong quảng cáo là gì, cái thông điệp cuối cùng là gì. Tôi nghĩ cái phạm trù đạo đức nó là cái phạm trù khá mong manh. Bởi vì thế nào là đạo đức? Có rất nhiều các chuyên gia quảng cáo họ rất giỏi trong việc lách luật. Họ lách được hoàn toàn về vấn đề pháp luật, họ không quảng cáo sai sự thật. Và nếu ở góc độ nào đấy thì có người xét về phạm trù đạo đức. Nhưng mà đôi khi vấn đề chỉ là để giải quyết vấn đề bán hàng thôi. Và tôi nghĩ là các bạn đã có một phần debate khá là hấp dẫn. Cái quảng cáo đánh vào nỗi sợ hãi sẽ hiệu quả trong nhóm người tiêu dùng nào? Thực sự thì chúng ta phải biết là người tiêu dùng hiện tại họ rất thông minh.
họ càng thông minh thì chúng ta làm marketing phải càng tinh tế. Mình có thể đánh vào những người ở những tầng lớp có thể nói là ít học một xíu, hoặc là với những người họ tiếp thu kiến thức thấp một xíu. Bởi vì bây giờ khi người ta tiếp nhận thông tin thì việc đầu tiên họ làm sẽ là gì ạ? Là họ research nó, họ so sánh nó, và rồi họ đi hỏi thăm nhau. Cho nên là với những người họ càng thông minh, họ càng ở một cái vị trí cao và họ càng tiếp xúc với nhiều thông tin thì họ sẽ càng tỉnh táo. Thế thì những cái sản phẩm nào sẽ dành để dễ quảng cáo đánh nỗi sợ hãi? Đa phần những sản phẩm đều có một cách để khai thác về nỗi sợ. Và em cũng xin được trả lời cái câu hỏi trước luôn, đó là đối tượng nào. Thì em nghĩ đối tượng nào mình cũng có thể đánh vào nỗi sợ cả. Bởi vì có người nào mà không sợ một cái thứ gì đó trên đời. Em ví dụ như những sản phẩm về tiêu dùng, về sức khỏe đi. Những người mà họ thu nhập thấp thì họ vẫn có những cái nỗi sợ về sản phẩm đó nó gây ung thư chẳng hạn. Nhưng mà với những cái người giàu họ sợ gì? Họ sợ tai nạn, họ mua bảo hiểm, cũng là một cái hình thức đánh vào cái nỗi sợ hãi. Tức là theo bản thân em nghĩ, cái hình thức quảng cáo dựa trên nỗi sợ hãi nó sẽ tùy thuộc vào cái sản phẩm mà mình đang muốn marketing là gì, và đối tượng mà mình hướng tới là gì, cũng như concept mà mình, cái sợ hãi mà mình muốn mang đến cho cái quảng cáo này là gì. Ví dụ như quảng cáo Ferrari có đánh được vào nỗi sợ hãi không? Dạ có. Em bao giờ thấy quảng cáo Ferrari đánh vào sợ hãi chưa? Em chưa có cơ hội được hợp tác với làm việc trong một cái hãng xe lớn như vậy, nhưng mà em nghĩ là mình sẽ có những ý tưởng cho nó. Em thử nghĩ logic là liệu cái quảng cáo đánh vào sợ hãi có quảng cáo được Ferrari không? Theo em nghĩ là vẫn có thể làm được. Em nghĩ là nó sẽ phù hợp với câu hỏi của nhà tuyển dụng Ferrari hơn. Nhưng mà anyway, em nghĩ là có thể là một nỗi sợ về sự an toàn chẳng hạn, hoặc là về tốc độ. Ví dụ một cái xe tốc độ cao như vậy nhưng mà nó vẫn đảm bảo được an toàn của khách hàng. Theo em, cái target khách hàng mục tiêu của Ferrari thì hướng tới đối tượng khách hàng nào trong tháp nhu cầu Maslow? Vị trí cao cùng, ví dụ như là tự thể hiện bản thân thì nó sẽ rất là phù hợp. Có yếu tố nào mà mình target đến yếu tố an toàn không? Ở bậc mấy, em nhớ không? Nhớ không nhầm thì nó ở vị trí thứ hai thì phải. Rõ ràng là anh Dũng đưa ra cho em một thương hiệu nó đang ở level cao nhất, và em lại đưa ra là có thể làm được ở cái level thứ hai, nó đã có cái độ lệch nhau rất nhiều rồi. Và anh chắc chắn anh dám khẳng định là không bao giờ Ferrari sẽ đi không theo hướng là quảng cáo dựa trên nỗi sợ à? Không. Có chứ. Tại vì mọi người đôi khi suy nghĩ là sợ nó là cái gì đó giống như là ma quỷ hay gì rùng rợn thôi. Sợ không sở hữu được chiếc xe đó đó. Nó từ số 1 tới số 10 đó mà. Sợ hết tiền. Đúng không? Đưa ra limited 10 chiếc trên thế giới là nỗi sợ hãi. Cái nấc thang về nhu cầu nó là self-actualization, tức là cái cao nhất là mình muốn thể hiện mình. Đúng không? Là duy nhất, là độc nhất. Thế vâng. Thì lúc đấy nó sẽ là limited. Bất kỳ quảng cáo nào cũng dựa trên một sự sợ hãi nào đấy. Tức là nếu giả sử như là chỉ cần quảng cáo một hãng xe nào đấy, vô tình mua một cái hãng xe rất đắt tiền, và khi mình dừng lại đèn đỏ phát hiện ra ông đậu bên cạnh giống hệt của mình, thì lúc đấy là một cái nỗi sợ ở tháp thứ 5 sẽ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Và Ferrari thì đưa ra một giải pháp, đó là cái xe này là độc bản, chỉ riêng anh Chí có, riêng anh Dũng có. Thực ra các sếp chỉ đưa ra câu hỏi để thử thách các ứng viên thôi, tại vì anh nghĩ câu hỏi của sếp Dũng đưa ra là một câu hỏi khó. Với sản phẩm nào anh nghĩ cũng đều có cách để dọa được hết, tại vì đúng như là em nói thì ở tầng lớp nào thì cũng ai cũng có nỗi sợ cả. Tuy nhiên là cái nhà sản xuất định vị thương hiệu thì họ sẽ lựa chọn cái cảm xúc nào phù hợp với cái định vị thương hiệu đấy. Vâng, cảm ơn các sếp rất nhiều. Có lẽ là phần trao đổi với các ứng viên cũng đã khá đầy đủ thông tin rồi. Xin mời các sếp thể hiện bằng việc bình chọn, sẽ chọn ra một ứng viên để bước vào vòng chinh phục. Xin mời các sếp. Thưa quý vị, kết quả bình chọn đã có, nhưng mà thời lượng của chương trình hết rồi, nên là chúng ta sẽ biết kết quả bình chọn vào chương trình tuần sau. Xin cảm ơn các sếp đã đến đây trao cơ hội, xin cảm ơn các ứng viên đã đến đây tìm cơ hội, và xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cơ hội cho ai tuần sau. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment. Khả năng lãnh đạo là do trời sinh hay cần rèn luyện? Gói gọn nó ở trong 5 chữ sau: tâm, tầm, chi, trí và tin. Lãnh đạo đầu tiên phải có tố chất. Lãnh đạo là cần phải sự rèn luyện. Một người lãnh đạo cực phẩm thì thực sự phải là sở hữu
hai thái cực trong một tư duy. Cái khả năng bẩm sinh đôi khi nó chỉ có 1% thôi, và 99% là luyện. Trời chỉ sinh được tố chất lãnh đạo thôi, chứ trời không sinh được khả năng lãnh đạo. Còn anh vẫn không phủ nhận tất cả những điều mà các sếp nói. Anh chỉ đang chỉ cho em cái mánh để khi mà mình làm tranh biện.